giác quan. Đây cũng biết nữa nè, giác quan. Messi cũng giác quan. Cái gì? Đáng gì? Cái nhắc gì? Thị giác, tính giác, ngũ giác. Xúc giác. Ừ, mình dậu giác. Xúc giác thì mình muốn gọi nó nhiều hơn xíu là cảm giác thân thể. Tại vì trong xúc giác có rất nhiều cảm giác nhỏ khác. Cảm giác sờ nông, sờ sâu hay cảm giác đau, cảm giác gì. Nên là một chiếc cảm giác mà các bạn thấy mình đang đứng không nhận biết được cái gì hết, nó cũng là một cảm giác. Nhìn thấy tất cả các giác quan hay các cảm giác thì đều phải nhận kích thích nào đó từ môi trường. Sau đó kích thích này sẽ chuyển đến các cấu trúc phụ, ví dụ như mỏng màng mắt hay là mũi hay ống tay ngoài ở tay để dẫn truyền âm thanh. Cái cấu trúc phụ này sẽ tiếp nhận và truyền cái tín hiệu đó đến cái bộ phận cảm giác, ví dụ bộ phận khứu giác ở mũi, các lông chuyển hay là bộ phận ở tay, bộ phận ở mắt, cơ mỏng màng và tế bào nón và tế bào gậy. Từ đó tạo nên những xung thần kinh đến các hệ thần kinh trung ương. Và cái đích cuối cùng là các vỏ não cảm giác tương ứng, ví dụ như vỏ não thị giác, thính giác, khứu giác, vân vân, cho chúng ta cảm nhận về cường độ kích thích của môi trường. Chúng ta có các loại cảm giác như sau. Nếu mà chia theo các tác động, cảm giác cơ học, ví dụ như cái cảm giác chè hé hay căng lên da, cảm giác nhiệt, nóng lạnh, cảm giác đau là cái cảm giác do tổn thương mô, điện từ, ví dụ như ánh sáng đến động mạch để tạo ra những cái xung điện, cảm giác hóa học ở lưỡi hay ở mũi thì thính giác và nổi khứu giác và vị giác là các loại giác quan hóa học. Được cảm biến kích thích tức là khi các cụ thể cảm giác này bị kích thích bởi các tác nhân bên ngoài, ví dụ như tác nhân cơ học, hóa học sẽ giúp mở lên pineal, tác nhân nhiệt độ sẽ làm thay đổi tính thấm của màng tế bào và sóng điện từ sẽ làm thay đổi dòng ion đi qua màng tế bào. Và những tác nhân này nhìn chung lại nó đều ra một cái tác động chung, đó là làm thay đổi sự trao đổi ion qua lại trong màng tế bào, sẽ gây nên thử cực màng tế bào. Những thử cực đó sẽ tạo nên tín hiệu thần kinh. Ở đây có các vùng cảm thụ của neuron trung ương và vùng cảm thụ của cụ thể thì nó hơi khác biệt nhau. Các vùng cảm thụ là cái vùng nhận cảm của cụ thể thì thường có tính kích thích, còn vùng cảm thụ của neuron trung ương tức là cái nơi xử lý tín hiệu cuối cùng thì nó có cả tính kích thích và tính khống chế, tùy theo cái loại tác nhân như thế nào. Nếu mà tác nhân đó nó quá lớn thì cơ thể mình sẽ ức chế và ngược lại thì kích thích. Có các mã hóa cảm giác như thế này, tức là các đặc tính của một loại cảm giác. Cái loại cảm giác kết hợp tất cả các tính chất này sẽ cho mình biết các tính chất khác nhau của cảm giác. Ví dụ như phương thức cảm giác sẽ do các đường dẫn truyền đặc biệt khác nhau. Đường dẫn truyền thị giác thì đi theo đường khác đi đến vỏ não thị giác, khứu giác thì đi theo đường khác, tính giác cũng như vậy. Các đường này nó không thể đi chung với nhau được. Sự định vị kích thích thì do sự hoạt hóa nhóm neuron đặc biệt, ví dụ như neuron thị giác là các tế bào gậy, tế bào nón. Các neuron khứu giác thì nằm ở vùng mũi sang mũi trên. Kích thích ngưỡng là sao? Ví dụ như mấy bạn chạm nhẹ vào da rồi mình không có cảm giác gì hết, đó là do kích thích chưa đến ngưỡng. Nhưng mà khi mà mình chạm đến một phút nào đó và da mình bắt đầu có cảm giác thì đó gọi là ngưỡng kích thích. Các ngưỡng này có thể tập cộng với nhau, ví dụ như hai kích thích đến cùng lúc, bản thân hai kích thích này chưa đủ gây cảm giác. Tuy nhiên nếu mà hai kích thích đến cùng lúc và nó tập cộng lại thì sẽ tạo thành một kích thích có cường độ lớn hơn, và tập cộng của hai kích thích này sẽ tạo nên cái ngưỡng của cảm giác. Hoặc là hai kích thích đến cùng một vị trí trên da, hoặc là đến cùng một vị trí nào đó ở cơ quan nhạy cảm như là ở khứu giác, ở thị giác hay ở thính giác. Cường độ đó là tần số trung bình của xung, cho biết cái cụ thể được hoạt hóa, số lượng cụ thể được hoạt hóa. Số lượng cụ thể được hoạt hóa càng nhiều thì cường độ của kích thích càng cao và mình càng dễ nhận.
độ di chuyển thần kinh không? Có hai đặc tính chính. Thứ nhất là đường kính. Đường kính càng lớn thì dẫn truyền càng nhanh. Đặc tính thứ hai là nó bao nhiêu đi, chỉ sợi có bao nhiêu đi, chuyển nhanh hơn có. Cấp ngoài. Nếu mình chia theo cái neuron thì sẽ đi về thành 4 neuron hoặc có thể thành chỉ là 3 neuron thôi. Cái neuron này sẽ đi từ ngoại vi cho đến cơ quan cao nhất là ở trung ương, là ở vỏ não. Vị trí của neuron này như thế nào? Ví dụ như ở hình bên trái của các bạn là cái người dẫn truyền cảm giác sờ. Thì từ cái bộ thể sờ ở ngoài da sẽ đi theo neuron thứ nhất. Neuron thứ nhất này nó có thân neuron nằm ở hạt thể sau của thể sống. Sau đó, neuron thứ nhất này sẽ tiếp hợp đến neuron thứ hai ở vùng hành não. Và neuron thứ hai sẽ bắt chéo ở hành não đi lên đến đồ thị. Từ đồ thị này, neuron sẽ tiếp hợp với một neuron thứ ba đi lên vỏ não. Và cuối cùng sẽ có một neuron ở vỏ não để xử lý các tín hiệu ở ngay trong hệ thần kinh trung ương đến các nhân tương ứng ở trên vùng cấu trúc hệ thần kinh trung ương. Hoặc đối với cụ thể nhiệt và cụ thể đau thì cũng có 3 neuron như vậy, nhưng mà nó sẽ tiếp nhận neuron thứ nhất là từ cụ thể ngoài biên đến hạt thể sau thủy sống, sau đó sẽ tiếp hợp với neuron thứ hai ở sừng sau thủy sống, và neuron thứ hai này nó bắt chéo ở ngay tại thủy sống. Nó khác với lại cảm giác sờ là bắt chéo hành não, còn cảm giác đau và nhiệt là bắt chéo hành thủy sống. Sau đó là thứ hai tiếp tục lên đến đồ thị và lên đến hồ sơ trung tâm. Thì hồ sơ trung tâm là cái vùng vỏ não nhận cảm các loại cảm giác thực thể. Khi mấy bạn học về bài tử sống và hệ thần kinh trung ương thì mấy bạn sẽ biết rõ hơn về các đường đi của cái dây thần kinh như thế này. Và đặc điểm chung của hai đường đi này, dù nó bắt chéo ở đâu thì cuối cùng cái đích của nó cũng là vỏ não đối bên. Và cái điểm tiếp hợp chung của nó là đồ thị. Đồ thị là cái cơ quan nó tiếp hợp tất cả cảm giác đau, tất cả các loại cảm giác đau, kể cả các giác quan. Hôm nay cảm giác sờ thì mình sẽ nói về cụ thể và đường dẫn truyền. Cụ thể tức là cái vị trí tiếp nhận ngay ngoài biên, có vốn là cụ thể chính là thể Meissner, thể Bassini, thể Meckel, thể Ruffini. Và làm sao được nhận cảm? Cái kích thích sờ đó nó sẽ làm da bị méo đi, làm lông cử động, và những tác động cơ học này sẽ làm cho các cụ thể bị kích thích. Các kích thích sẽ đi theo cái đường dẫn truyền như nãy tôi có nói đó. Ví dụ cái sờ thô sơ sẽ đi theo hóa quỷ đồ thị trước. Cái đường đi như thế nào? Hóa quỷ đồ thị trước tức là đi từ thị sống đến phần đồ thị, và nó nằm ở phía trước của thị sống. Có ray giữa, nó là một phần của cột cột sau. Các bạn biết những cảm giác sờ tinh tế. Cột sau là vị trí gì? Cột sau là cái phần chất trắng ở phía sau của thủy sống. Cái trái miệng của thủy sống là cái chất xám và chất trắng, thì các bạn đã nắm ha. Ở giữa một chữ H là chất xám. Và cái cấu trúc của nó gọi là sừng. Sừng trước, sừng sau, sừng lên. Và phần chất trắng bao quanh là mình sẽ có cột sau trước, thì có ray giữa này nó sẽ đi theo cột sau, hay là cột sau này nó sẽ đi theo cột sau. Đó là phần của cột sau. Phần của cột sau. Cảm giác sờ thô sơ nghĩa là chỉ cảm giác cho mình biết có cái gì đang nằm trên da thôi. Còn cảm giác sờ tinh tế thì cho mình biết những cái cảm giác sâu và những cảm giác về hình thể của phần nó rõ ràng hơn. Đây là những cái cụ thể trên da. Có hai nhóm chính là những cụ thể nông và cụ thể sâu. Và đây là một nhóm nữa là cụ thể nang lông. Cụ thể nang lông thì tất nhiên là sẽ nhận cảm cái sự chuyển động của lông. Cái cụ thể nông ví dụ như là thể Meissner, thể điểm Meckel là hai vị trí để nhận cảm cái cảm giác sờ gì nang hay là sờ nông. Vì nó nằm ở trên của da và của vị. Tuy nhiên điểm Meckel thì đáp ứng chậm hơn phải Meissner. Còn thể Bassini và thể Ruffini thì nằm
sâu hơn ở trong lớp bì mà nằm gần với lớp mô dưới da, cho nên sẽ nhận cảm nhận áp lực sâu hơn. Và cũng tương tự như vậy, một cái cụ thể đáp ứng chậm đó là thể rapini, và cụ thể đáp ứng nhanh đó là pacini. Về cảm giác nhiệt thì cơ thể mình có những cái vùng mình cảm, ví dụ như là nóng thì chỉ khoảng từ 30 đến 45 độ, lạnh đơn thuần thôi từ 10 đến 40 độ. Và cái cụ thể ngoài da thì số lượng cụ thể lạnh nhiệt thì phải nóng. Nếu mà ngoài khoảng này thì sao, vẫn là cái cảm giác nhiệt, nhưng mà ngoài cảm giác nhiệt thì mình còn cảm giác nữa là cảm giác đau. Các bạn đã bao giờ sờ vào cái nồi nước sôi chưa? Tất nhiên là cố ý, chứ không phải cố ý, là thử coi tay mình chịu được tới đâu. Thì ngoài cái cảm giác nóng lạnh các bạn cảm nhận thì còn cảm giác là đau. Và hai cảm giác này, đau và nhiệt, nó đều chuyển truyền theo một bó là bó tủy rồi bên. Đôi khi cái bó tủy rồi thì bên này còn có tên là bó gai rồi thì bên ha. Thì bởi vì đôi khi mình dùng cái chữ tủy sống và tủy gai thì hai chữ này như nhau, chưa thống nhất thôi. Bó sống mà là bó gai. Thứ ba là cảm giác bản thể. Cảm giác bản thể có nhận cảm từ cụ thể bản thể ở da, dây chằng, khớp, ở thoi cơ, và nó cho mình biết cái gì, vị trí của cơ thể trong không gian. Cái này nó hơi mơ hồ và gần như các bạn cũng không cảm nhận được cái sự tồn tại của cái cụ thể này, đúng không? Nó nằm trong cái một loại cảm giác là cảm giác sâu, không có ý thức, tức là tự động nó diễn ra, không nhận biết được. Và điểm truyền là theo khớp cột sau hay là khi mà các bạn học trong một chữ sống đó là bọc con và bọc chim. Tiếp theo là cảm giác đau. Cảm giác đau thực sự đó là cái gì? Giờ cái gì các bạn? Chỗ nào cũng phải đau được. Đau đầu không? Đau là đầu. Đau dạ. Đau gì nữa? Đau bụng. Đau bụng. Đau bụng. Đau bụng. Đau lòng. Và đau gì? Đau tim. Đau lòng. Đau tim. Cái này không nằm đâu mà phạm trù sinh lý học. Tim tan vỡ. Cảm giác đau đó là kinh nghiệm. Mà nói về kinh nghiệm thì mỗi người mỗi khác. Các bạn có thể nói tôi có 1 năm kinh nghiệm đâu, 2 năm kinh nghiệm đâu, cả đời tôi cũng có đau. Đó là tùy mỗi người. Và tùy vào cái tác nhân khác nhau mà nó sẽ gây đau khác nhau. Cùng một tác nhân đó, cùng một cường độ đó, nhưng người này thấy đau, người kia thì như gãy ngứa thôi. Đó là cái gì? Đó là những cảm xúc khó chịu. Và nó là do cái gì? Cảm giác đau thực sự là do tổn thương mô. Như hồi nãy mình thấy cái xích nhiệt tới một lúc nào đó gây tổn thương mô thì sẽ dẫn đến cảm giác đau. Vậy thì mục đích của cảm giác đau là gì? Đó là một cái yếu tố bảo vệ. Tưởng tượng như các bạn bị đạp binh mà các bạn không có cảm giác gì thì sao? Không tới mặt trời. Thì các bạn phải dọc tới, hai mặt này rút chân lên. Cái đó cũng có thể gặp những người bị cảm giác do bệnh lý của tim ngoại biên. Do bệnh lý gì đó về cụ thể hoặc là cái đường truyền trên, ví dụ như người bị đái tháo đường. Mình hay gọi là bạn chân đái tháo đường. Bạn chân sao? Nó bị giảm cảm giác do những cái dây thần kinh này nó bị thoái hóa và nó bị tổn thương ha, thì nó sẽ không cảm giác đau. Thậm chí là những người nó dễ bị tổn thương hơn, và vết thương thì bị dễ bị nhiễm trùng và nó không còn cảm giác nữa. Cái cụ thể nằm ở da, ví dụ như các dây thần kinh tự do loại A và C chúng ta nói ha. Loại A thì dẫn truyền nhanh và tác nhân chính rất là loại A, đó là tác nhân cơ học. Còn loại C thì có cả ba cái nhân là cơ học, hóa học và nhiệt. Nếu mà tổn thương tác động lên cái loại dây thần kinh A thì chúng ta sẽ diễn tả cho cái đau, đau như cắt, đau nhói hay là đau như bị giật. Đó là cảm giác đau cấp tính. Còn loại C thì truyền cảm giác đau chậm và cho mình những cái cảm giác đau cấp tính kéo dài, ví dụ như đau âm ỉ. Hay là mình thường nói là đau lâm râm, đau thì bị đốt cháy, đau mắt, hay
biệt là cụ thể đâu, không có tính tinh chi. Nó hết tinh chi, chỉ một phần thôi. Ví dụ như là mấy bạn bây giờ mấy bạn sờ cái ấm nước khoảng 70 độ C, mấy bạn thấy đâu? Từ từ mấy bạn rèn sao mấy bạn sờ đến 80 độ C thấy đâu? Sau đó tới 90 độ C, 100 độ C. Có thể các bạn sẽ được rèn luyện từ từ, nhưng mà nó sẽ không có tính thức hoàn toàn, nó kém hơn những loại cụ thể khác, bởi vì nó là một tác nhân bảo vệ. Nếu như nó bị mất đi cái tính thức này thì sẽ không còn cái đâu. Đây là những chuyện cảm giác đau mà bạn đã thấy. Rồi đó, thứ nhất là từ cụ thể ngoài biên đi đến với thân thần kinh thì nằm ở cạnh rễ sâu thì sống, sau đó sẽ tiếp hợp với nơi đông thứ hai là ở sừng sâu thì sống và đi cắp chế vào đường sống bên đối diện, đi thẳng lên đến đồ thị. Từ đồ thị sẽ có nơi đông thứ ba lên đến cỏ não cảm giác. Đây là các cấu trúc trơn thủy, tức là từ thị sống đi lên thì có đồ thị và hàm cảm giác, đó là cơ quan nhận biết và phân tích cảm giác đau. Ngoài ra nó không chỉ là cái cảm giác, nó còn là cảm xúc khó chịu, đó là do hệ dưới và hệ viền. Ngoài ra có một dưới đồi và một vị chi phối cảm xúc này, và các cảm xúc này làm cho cơ thể phải phản ứng. Ví dụ như bạn bị đánh thì lúc nào bạn phải phản ứng, đó là sự phân tích. Đau có thể do nhiều nguyên nhân, tổn thương từ vị trí cụ thể cho đến tổn thương cái cơ quan đầu não là quan hệ cảm giác. Trên đường đi của nó là dây thần kinh ngoại biên ở trên đường thuyền. Đau chi na là gì? Các bạn có nghe từ này chưa? Phát tôn. Phát tôn. Ma, có thật không? Nhưng mà đau chi ma tức là đau tại vị trí chi mà nó không có thật. Tức là một người bị loạn chi nhưng vẫn có cảm giác đau tại cái vùng đó, gọi là chi ma. Tại sao? Bởi vì cái đầu tổng thần kinh nó đã bị cắt đứt rồi, tuy nhiên cái đường truyền thì vẫn còn nguyên vẹn và có những cái cụ thể khác ở cái vị trí còn lại nó chia sẻ cùng cái đường truyền của nó, cho nên người ta có cảm giác đau giống như là ở vị trí mà đã bị cắt đứt vậy. Để điều chỉnh cảm giác đau thì cơ thể mình có thể kích thích đau nhiều hơn để cơ thể phản ứng trong những cái tình huống nguy hiểm. Hoặc là đau quá thì cơ thể có những tác nhân làm giảm cảm giác đau. Cái cụ thể đây là tác nhân ở ngoài biên thì thường làm tăng cảm giác đau. Ví dụ như tác nhân tại vị trí tổn thương, tổn thương càng nhiều thì cảm giác đau càng mạnh, lan rộng ra xung quanh. Các chất hóa học hồi sinh tiết ra tại vị trí đau đó nó sẽ làm kích thích cụ thể đau và thay đổi phi tuần hoàn tại chỗ. Như vậy khi đau không chỉ là cảm giác mà tại chỗ đó mình còn thấy hiện tượng gì khi mà tăng tuần hoàn tại chỗ? Nóng, đỏ, sưng. Hiện tượng đó là sưng. Sưng thì do các tiết ra cái chất hóa học hồi sinh này mà ra, nó là tương tương khác. Có một chất đặc biệt trong cảm giác đau là chất B. Chất này được sản xuất tại thân neuron thứ nhất, là cái thân neuron nằm ở hàm dưới sống, các bạn đã thấy đầu thần kinh thần kinh ngoại biên. Để dẫn truyền đến hiện đến đầu thần kinh thần kinh ngoại biên và đầu thần kinh trung ương sừng sâu quá sâu. Có ngoại biên và dưới sống thì có các bạn đã thấy kinh đau mới. Ngoài kích thích do tổn thương thì nó có một kích thích do con cơ còn lại rất còn ngày đông. Còn hệ thống đi xuống cũng là từ những cái cơ quan thần kinh trung ương như ở vỏ não, chất xám phần cống là ở vùng quanh thận thấp sẽ đưa tín hiệu đến nhân lượng của bệnh nhân được sống và ức chế cái sự cảm giác đau. Như vậy để điều trị cảm giác đau thì đôi khi cơ thể mình cần phải tăng cảm để phản ứng, đôi khi cần phải giảm cảm giác để cho cơ thể mình trong cái ngủ có thể chịu được.
ví dụ về đau đau quy chiếu. Quy chiếu là nói về cái hình ảnh nào đó chiếu lên cái không gian ha. Thì nếu mình vô ở trong đi qua đó là đau, là nơi xa vị trí có cảm giác đau. Các bạn nào đã bị đau ruột thừa chưa? Các bạn biết ruột thừa là bên nào không? Phải. Hốt chỗ phải. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đau ở hốt chỗ phải. Mình có thể đau hạ xương phải, thậm chí là hốt chỗ trái. Mà nó cứ mà qua như vậy cho đến khi nào nó khu trú lại thì lúc đó mình sẽ gây khó khăn cho mình lấy ruột thừa. Đó là cái ruột thừa khó. Tại sao như vậy? Thì tại vì các dây thần kinh mạnh và dây thần kinh da ở khu vực ruột thừa chẳng hạn, hoặc là đối với các đầu tạng khác, nó có synapse chung ở cái vị trí sinh sôi thì sao? Synapse là sự tiếp hợp của dây thần kinh. Ví dụ như cảm giác đau ở ruột thừa nó sẽ đi theo dây thần kinh mạng với sinh sôi thì sao? Là vị trí số 1. Và dây thần kinh da ở thượng vị đó nè, nó cũng tiếp hợp vị trí gần đó là vị trí số 2. Hai vị trí này nó có synapse với nhau, tức là nó có liên kết thần kinh với nhau và làm cho cơ thể mình cảm là hai cái này đều cùng một vị trí. Như vậy thì cảm giác đau ở ruột thừa và cái cảm giác này ở một vị trí khác trên da thì nó lý do tại sao mình đau ở đây cũng thường vị trí khác. Ngoài ra đau tạng thì cũng tương tự như vậy. Đau tạng thì ảnh hưởng tới lát thành. Thì cái gì lát thành nó nhiều dây thần kinh, có mấy loại lá ở trên cái tạng, cái màng sao? Và lát thành là lát thành. Thì chính cái lát thành này là cái vị trí đau. Và tất nhiên tổn thương khu trú thì gây đau ít, và tổn thương càng lan rộng thì sẽ tác động lên nhiều thể và gây đau nhiều hơn. Đau đầu là một vấn đề rất là đau đầu. Và cũng không nói nhiều, tại vì nó là rất là nhiều cái nguyên nhân. Trong sọ cũng là vô số nguyên nhân ngoài sọ. Và đôi khi nó cũng liên quan đến đau quy chiếu. Đau ở đây nhưng cũng thuộc điểm khác. Và bản thân đau đầu là do sọ hay là não. Còn ra là cái cấu trúc lân cận. Ví dụ như là xoang phổi, giúp các bạn là xem, cơ, mắt,